Chào mọi người, quay lại kênh Mạc Khôn Cũ của Bình nhé. Hôm nay thì Bình bán sạc thần ký nha mọi người. Ký 80, rồi là bán rẻ cũng có. Bán rẻ thì có những cái mà một ký khoảng 40-50 ngàn thôi. Thì nhưng mà có lại 80 là 100 tùy. Rồi là mọi người vào xem video thì comment chào nhau tiếng nha mọi người. Chấm phẩy alo hello gì đó để biết ai đang xem thôi nha mọi người. Rồi rất là cảm ơn những cái like và đăng ký của mọi người ủng hộ kênh trong thời gian qua nhé. Rồi bây giờ mình đi vào chi tiết luôn nha mọi người. Đây, trước thì mình cũng có giới thiệu nhiều rồi, mọi người cũng biết rồi, cái loại sạc này này, này. Rồi adapter này thì là gần như là mới 100% nha mọi người, gần như mới 100%, đa số là mới hết. Mình thấy rất là mới, có vài vết sấy sửa thì do nó rớt kia báo ở ngoài nó sửa thôi. Giấy này, giấy mềm, giấy xịn này, giấy mềm, giấy xịn. Đó, là giấy silicone này, giấy xịn. Cái này là 9V, 9V, 1.2A. Nhưng mà nhược điểm duy nhất của nó là điện vào là AC 100V. Cái này thì mọi người, anh em thợ mua sử dụng ở nhà có sản bên áp rồi thì tốt này. 9V nha mọi người. Điện vào 100A, điện vào 100V. Cái này thì mình bán theo ký. Một ký là nó khoảng 10 cục á, là 80 ngàn một cục. Điện vào 100V nhé. 4 5 6 7 8 9 10. Mình lấy thử 10 cục mình cân thử nhé. Nó khoảng 10 10 cục một ký á. Hơn một ký rồi, cho một ký đi. Đó, hơn một ký rồi, cho một ký đi. Thì là đấy là ký 80 ngàn nhá mọi người. Một ký 80 ngàn nhá. Đó, loại này là 9V, 1.2A, điện vào 100V, 80 ngàn một ký này. Rồi, tiếp tới loại này. Loại này thì là điện vào từ 100V cho tới 220V. 6V, 1.2A. Thì nó có nhiều loại lắm nha mọi người. Này. Đó. Loại này này. Rồi nó có loại này này. Loại này. Loại này cũng là 6V, 1.2A, điện vào 100 tới 220V. Thì là khi mình bán thì mình sẽ bóc đài loại này, loại này, loại này. Rồi nhiều loại lắm nha mọi người. Mình sẽ bóc đài thôi chứ không phải là cứ chọn loại nào ra cho mọi người đấy nhá. Mình sẽ bọc đại, bọc có cái này tùy theo nha mọi người. Đó, mình sẽ bọc đại có cái này thì cái này cũng khoảng tầm là cái này còn có cái này nữa này, 6V 600mA, không được 1A, 600mA made in Korea, điện vào 100 tới 240V này, cũng là 6V đó. Thì mình cũng sẽ bán 10 cục. Mình cũng sẽ bán 1 ký. Loại này thì 1 ký khoảng 100 ngàn nha mọi người. 1 ký cũng 100 ngàn, khoảng 10 cục. 1, 2, 3, 4. Khoảng 10 cục để mình 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khoảng 10 cục 1 ký á. Thì mình cân thử xem. Thiếu một xíu, 0.02, 0.02, không ăn thua. Là một ký, thì một ký là 100 ngàn nhá mọi người. Thì nói chung cũng non da rồi đó. 100 ngàn, một ký. Đây, này do mình giới thiệu hai loại thôi. Loại này, 9V, 1.2A, 1A với mình nhớ. Điện vào 100V, 80 ngàn một ký. Loại này, 6V. 6V thì điện vào 240V. 100 ngàn một ký nha mọi người. Rồi tiếp. Mình cắt cái cận này qua bên nha. Giới thiệu mấy cái này. Mấy cái này thì bạn rẻ chứ không phải bạn ký nha mọi người. Đây ở đây mình có hai cục này, cục này nó bị nứt ở đây này,
không có dây vào này, dây vào hai nữa này. Bình xin nói trước là tất cả bình đều không quan trọng cái jack vào của nó, cái jack cắm vào á, là jack này jack kia thì nó quá nhiều là jack đi, thì mình không quan trọng. Mọi người về cứ mua cái jack 3.5 này về mọi người thay vào, tùy mọi người. Bình không quan trọng về vấn đề jack vào nha mọi người, không quan trọng về vấn đề jack vào. Jack vào thì rất là nhiều là jack, nên là bình không có biết được, không có quan trọng cái đó được. Này cục này, đây, à cục này là bao nhiêu vốn nhỉ? Nó bị nứt một xíu ở đây này, nó ghi là made in Taiwan 100V tới 240V 1A. Điện ra ở đâu? Input, output ở đâu ta? Output 24V 1.5A này. Rồi cục này thì như của máy in Epson này. 100V tới 120V, 100 tới 120V. Output 24 tới 1.2 1.1A. Hai cục này thì không có dây vào. Và mình cũng không báo sổng hai cục này đâu. Mình không báo sổng luôn nha mọi người. Có nứt chỗ đó mình cũng nói rồi, không báo sổng. Cái này thì coi như số 1 đi. Số 1 nha mọi người. Mình bán 20. Hai cục này 20. 1 20.000. Đó. 20. Cả hai cục này 20, hai cục này thì mình không nữa nên mình không báo sổng nha mọi người. 2. 2 là có hai cục này 12V 3.3A đến vào 100 tới 240V. Rồi cục này là bao nhiêu? Điện vào 100 tới 220V. Điện vào rồi điện ra 12V 2.5A. Hai cục này thì giặt như thế này, điện vào giấy vào như thế này. Bình không có sợi dây cắm vào. Bình cũng không báo sổng hai cục này luôn. 30. Không báo sổng cái đó nha mọi người, 30. Mọi người mua đơn hàng 150 gì trên 100 thì Bình mới gửi hàng nha mọi người. Thấp có Bình gửi đâu. 2 30. Được chưa? 2 30. Rồi, 3. Tiếp. Ở đây là có mấy cái cục này, mấy cục này thì một cục phải tầm nửa ký á, vì nguồn này nguồn sung, một cục phải tầm nửa ký á. Cục này cho qua bên này đi. Đây, 12V 1A nguồn sung rất là nặng nha mọi người, 12V 1A đó, dây giờ đầy đủ, jack cũng đầy đủ luôn. Ok, được chưa? Cục này thì điện vào là 100V nha mọi người. Điện vào đâu nhỉ? Điện vào 100V đây này. AC 100V này. Có 3 cục thôi. Có 3 cục. Nãy giờ những cái bên một số 1 với số 2 á là bình bán nguyên hai cái 30 hoặc hai cái 20. Còn cái này. Cái này thì bình bán một cục 20.000. Một cục 20.000 nha mọi người. Số 3. Số 3 này là một cục 20.000. Số 3 20.000, 20.000 là 20.000 một cục nha mọi người, chứ không phải 20.000 cả đống này nhá. Rồi tiếp tới đây. Đây bên đây cũng nguồn sung, có một cục là 4.8A. 4.8V, 4.8V 400mA đến vào 100V. Được chưa? Thì cục này mình cũng sẽ bán với giá 20.000 này. Nguồn sung nha mọi người. Số sao tự om đây. Số này là số mấy ha? Số 4. 40 này. À chỉ có một cục thôi thì mình giảm thẳng lên đây thôi. Số 4, 20. 20. Số 4, 20.000 này. Được chưa? Số 4, 20 này. Chắc mình bị ngược sáng đấy, nó hơi tối tối rồi. Số 5. Số 5 ở đây là có cái cục này này. Cục này là mọi người hôm bữa kia chữ Z này này, là mình không biết cái gì thì mình có hỏi thì một số người kêu là cái này là gọi là tiêu chuẩn của Nhật, thì là có cái chữ này. Đó, nó là điện vào là 100V, điện ra là 6V. 6V 800mA.
nhưng mà nguồn này thì nguồn xung rất là bền, mấy cục kia thì nguồn điện tử đây rất bền và nặng. Cái này thì hôm bữa mình có cân thử ba cục hơn 1 kg, 1 kg 2 á, ba cục là 1 kg 2 chứ không phải 1 kg đâu. Đây có 6 cục này, mỗi cục mình bán 20 ngàn nha mọi người, mỗi cục mình bán 20 ngàn, năm là 20 ngàn một cục, 20, năm là 20 ngàn một cục nha mọi người, 5 cục hầu như là mới hết cho mọi người. Rồi tiếp tiếp ở đây là có nguồn những cái sợi mà không có cái giấy vam này này thì mình không có báo sống nha mọi người. Cục này là gì đấy, 12V 4A không có giấy vào, giấy ra thì jack này jack chuẩn này. Ở đây mình có 3 cục thôi đó, 3 cục thôi, điện vào là từ 100V cho tới 240V, ra là 12V 4A được chưa, không có giấy vào, không có giấy vào nên mình không có báo sống, được chưa, không có giấy vào mình báo sống. Giấy vào là ba chân như thế này, 30 ngàn một cục nha mọi người. Cái này là số 6, 30 ngàn một cục. Rồi số 7, số 7 là cái loại này, loại này điền vào là 100V, điền vào 100V nha mọi người, điện ra 12V 1A đó, dây giờ đầy đủ, dây giờ đầy đủ thì mình sẽ báo sống. Cục này thì 12V 2A này, nhưng mình cũng bán chung với cái nữa, bán chung với cái đó chỉ được một cục này thôi nha mọi người, bán chung thôi, cùng là điện vào 100V được một cục thôi thì mình sẽ bọc đài thôi, được chưa, thì nó là được 2. Đây xem bao nhiêu này, 2, 4, 6, 6 cục, 2, 4, 6, còn 6 cục thôi. Mình bán loại này là 15 ngàn một cục nha mọi người, 15 ngàn một cục. Số 7, 15 ngàn, điện vào 100V, điện ra 12V 1A. 7, 15 ngàn một cục, được chưa? Rồi tiếp 8. 8 ở đây thì hôm bữa thì mình nói là có cái cục sạc adapter, cục adapter, cục nguồn nối, thì cái này là nguồn nối này thì dùng cho các thiết bị điện tử của mình được 19V được, thứ hai là dùng làm sạc đôi gì đó thì tùy mọi người thôi, nguồn nối sạc chỉ tùy mọi người, phụ tá ba gì đây này. Cái cục này thì là made in Japan nữa nha mọi người, Nhật ư. Đây, made in Japan này, 19V 3.5A, 19V 3.5A, được chưa? 19V 3.5A. Thì là cục này là cục số 8 đi. Bên bản còn 2 cục, nhưng mà có một cục thì là cục này thì mới này, bên bản 100 ngàn. Còn có một cục này thì là cũng như vậy, nhưng mà nó bị rách tem thế này này. Tem nó bị, không phải bị rách mà bị cái này là cái vỏ ở ngoài thôi. Thì mình sẽ bán 90. Nó cũng giống như vậy, cũng made in Japan, rồi là cũng là 19V 3.15A gì đó, cho là 3A đi. 8 100. Cục này hôm bữa là 22 24 cục chứ, bán hết rồi, còn có 2 cục thôi. Rồi cục này thì cũng y như vậy thôi, cũng made in Japan đó, rồi 19V 3.15A đó đầy đủ. Ok chứ, thì cục này thì mình bán là cái tém nó bị xước xíu đó đấy, thì mình bán 90 thôi nha mọi người, 90 ngàn, 90 chứ không phải 900 đâu, 90 nhá. 10 là loại này, loại này là gì đây nhỉ? Adapter made in Taiwan, 24V, 24V điện vào là 100 tới 240V, điện vào là 100 tới 240V, output là DC 24V 600mA. Đây có 6 cục thôi,
6 cục thôi nha mọi người. Cục này thì mình bán là 20 ngàn một cục nhé, 24V nha mọi người. Cái này là số 10. Còn 6 cục thôi, 10. À, 20 ngàn một cục. Được chưa? Rồi, tới loại này. Loại này thì khá là chất này. Loại này khá là hiếm này. Loại này rất là hiếm này. 8,7V, 3,3A, điện vào 100. Ủa? À đây. Điện vào 100-240V, input này. 100-240V. Output là 8,7V, 3,3A. Cục 8,7V này rất là hiếm nha mọi người, rất là hiếm luôn. Jack sạc thì jack sạc thông dụng nữa. Dây vào cũng là dây xịn. Thì ở đây mình có 2. bốn cục đủ dây. Đủ dây có nghĩa là có cả dây vào và dây ra. Thì mình bán 40.000 một cục. 8,7A, 8,7V, 3,3A. Loại này rất là hiếm này. Độc là hiếm này. Sai cho mấy cái máy chuyên dùng á. 11, 40.000 một cục. 40 nha mọi người. Được chưa? Còn ở đây mình có tiếp là 4 cục. Là 4 cục đấy, 4 cục. Cùng là loại đỏ luôn. Cùng là đỏ luôn. Sạc thì gần như là mới nha mọi người. Cùng là đỏ luôn nha mọi người. 8,7V, 3,3A. Nhưng mà nó chỉ có dây ra, không có dây vào. Đó, nó thiếu cái dây vào nha mọi người. Dây vào là hai chấu như thế này này. Thiếu dây vào. Đó, 12 thì mình bán 30. 4 cục. 12, 30. Ba mới nha. Đó. Rồi, tới đây là kiến thức video hôm nay của mình rồi. Cảm ơn mọi người theo dõi video của mình. Cảm ơn mọi người nhiều.